đến từ nhà 7799. Mình đã hoạt động trong lĩnh vực trang trí đám cưới tính đến nay là được 7 năm rồi. Và trong quá trình xây dựng 7799 thì bản thân mình từng có nhiều năm trực tiếp thi công tại các đám cưới. Với một số ít năm làm việc nhưng lại có kinh nghiệm nhiều trong việc trang trí đám cưới thì mình cũng muốn làm một series chia sẻ những gì mà mình biết để giúp các cô dâu chú rể của tụi mình sẽ có thêm những thông tin trong khi làm việc với các đơn vị decoration. Việc này thì sẽ giúp cho các cậu đỡ hoang mang một chút trong đi tìm thứ việc cần làm cho đám cưới và thêm một chút kiến thức để lựa chọn một đơn vị decor đúng chuẩn. Bây giờ thì hãy bắt đầu cùng nhà 7799 nhé thôi. Trang trí đám cưới ở Tuza thì có khá là nhiều thứ nhỏ nhỏ xinh xinh cần phải chuẩn bị. Các cặp đôi khi mà inbox cho page của bên mình để xin tư vấn trang trí tại nhà thì hầu hết đều hơi được thông tin một chút để chúng tôi có thể tư vấn chính xác và báo giá sát nhất với thực tế. Điều mà hầu hết các cặp đôi sẽ quan tâm để đảm bảo dự trù ngân sách. Vậy các cậu cần chuẩn bị những thông tin gì trước khi tìm đến một đơn vị decor? Sẽ có ngay sau đây nhé. Việc đầu tiên khi mà các cậu tìm đến các đơn vị trang trí đám cưới thì hãy cung cấp chính xác ngày cử hành hôn lễ, ăn hỏi và cưới. Cái việc này thì cũng sẽ giúp cho các nhà cung cấp có thể check lịch cho các cậu từ rất là sớm. Như các cậu biết ý, thì đối với cả các đơn vị trang trí decor nói riêng và các đơn vị cung cấp dịch vụ ngày cưới nói chung thì cái ngày đẹp thì nó có rất là ít thôi và các đơn vị thì sẽ rất là nhanh chóng bị full lịch. Ví dụ như là nhà 7799 của chúng tôi thì có những cái ngày mà bọn tôi đã phải chốt sổ trước 2 đến 3 tháng rồi, không thể nhận được thêm khách nữa. Thế nên là để tránh cho mất thời gian của cả hai bên thì chúng mình hãy nhớ việc này đầu tiên nhé. Và nếu như mà các cậu chưa có thời gian chính xác thì hãy cung cấp cho chúng tớ cái khoảng thời gian cũng được. Ví dụ như nó có thể là tháng 10, 2020 hoặc là tháng 1, 2021 chẳng hạn. Để giúp cho các nhà cung cấp thì có thể là lên một cái kế hoạch chăm sóc cho mình được cụ thể và kỹ càng hơn. Điều thứ hai đó chính là xác định phạm vi trang trí. Các cậu có thể là cho bọn tớ biết là nhà cậu thì có cần phải dựng nhà khung ở bên ngoài hay không, hay là chỉ cần trang trí chẳng có ở bên trong nhà thôi. Hoặc cũng có thể là mô tả sơ qua cho các nhà cung cấp về địa hình của nhà cậu, ví dụ như là nhà chung cư này, nhà trong ngõ hay là nhà ngoài mặt đường. Bởi vì là các nhà cung cấp ấy thì thông thường họ đã có những cái gói nó phù hợp với những cái địa hình này rồi. Thế nên là họ cũng sẽ nhanh chóng xác định được cho các cậu các hạng mục cần thiết, cũng như là đưa ra một cái mức báo giá cụ thể để cho mình cũng có thể dự trù được cái ngân sách mà mình sẽ chi cho việc trang trí là bao nhiêu. Thứ ba đó chính là các cậu sẽ cần phải có được cái số lượng khách dự trù mà mình sẽ cần phải đón tiếp cho cả hai nhà trong ngày ăn hỏi và ngày cưới. Cái việc mà xác định số lượng khách như thế này ấy, thì sẽ giúp cho các nhà cung cấp có thể tính toán được cho các cậu số lượng bàn ghế này, phạm vi diện tích sử dụng này, rồi có thể kê được cái số lượng bàn ghế như thế ở trong nhà hay không. Và cái số lượng bàn ghế này thì cũng quyết định một phần khá là lớn đến việc đưa ra mức ngân sách dự trù dành cho việc trang trí đám cưới. Việc thứ tư trước khi tìm đến các nhà cung cấp, đó là một việc nhỏ thôi nhưng mà cũng vô cùng quan trọng, đó chính là các cậu hãy dành thời gian chụp những tấm hình nhỏ nhỏ xinh xinh về không gian nhà của mình. Không gian nhà ở đây thì có thể được kể đến là khu vực định làm phông chính này, phần mặt tiền sẽ dự định làm cổng hoa hay là mặt ngõ bla bla. Thì những cái phần hình ảnh này thì có thể là giúp cho các nhà cung cấp có thể có một cái hình dung về không gian tổng thể, sẽ tư vấn cho các cậu là vị trí nào thì cần hợp lý, có thể lên được kế hoạch về floor plan cũng như là dự trù được luôn cho các cậu các hạng mục sẽ có thể phát sinh trong việc trang trí đám cưới. Ví dụ như là những cái vách che bếp này, hoặc là những cái phần hoa có thể làm thêm, ví dụ như cầu thang hoặc là trang trí cửa sổ gì đó, cũng rất là quan trọng và vô cùng hữu ích đấy. Bốn vấn đề trên thì các cậu cần phải chuẩn bị để trang trí Tuza. Tuy nhiên là khá là nhiều cô dâu thì tìm đến với 7799 chỉ để trang trí điểm tiệc thôi. Vậy thì tại điểm tiệc cần phải chuẩn bị những yếu tố gì? Đầu tiên chắc chắn rồi, vẫn phải là ngày tổ chức hôn lễ chính xác. Việc thứ hai là phong cách đám cưới mà các cậu mong muốn. Việc thứ ba là số lượng khách. Việc thứ tư là về mức ngân sách dự chi. Cái này thì hơi khác so với lại cả trang trí Tuza một chút, bởi vì ở trang trí ở hội trường thì có khá là nhiều vấn đề cần nhắc đến. Thế nên việc có mức ngân sách dự chi thì cũng có thể là khiến cho các cô dâu chú rể cũng như các đơn vị decor có thể có sẵn một cái mức baren giá với nhau. Phần trang trí ở hội trường thì cũng có khá là nhiều vấn đề, và mình nghĩ là mình sẽ hẹn mọi người ở một lớp khác. Trên đây thì mình đã điểm qua các cái vấn đề cơ bản mà các cậu cần phải chuẩn bị trước khi tìm đến một đơn vị trang trí đám cưới.
Và mình biết là ở bên trong nó còn vô vàn những cái điều vô cùng đau đầu và phức tạp nữa, về cách thức trang trí, về phong tục tập quán, về những điều cần phải làm. Vậy thì bất kỳ khi nào mệt mỏi, bất kỳ khi nào mất phương hướng, bất kỳ khi nào thắc mắc thì hãy tìm ngay đến nhà 7799 để chúng tớ có thể tư vấn cho các cậu một cách chính xác nhất, hiệu quả nhất để giúp cho việc chuẩn bị đám cưới của mọi người được trở nên nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Và hãy follow chúng tớ ở dưới đây để tìm thấy nhà 7799 bất kỳ lúc nào. Tạm biệt.